Ok, em lại chào các bạn nhá. Báo cáo với các bác, nay em ra kiểm tra đàn ông và có một cái vấn đề nhỏ nhỏ này em xin phép chia sẻ với các bạn này. Đây thì báo cáo với các bác là trước khi mở đàn ông này ra thì em xin phép giới thiệu cho các bác biết là đàn ông này là đàn ông của em, đàn ông một cầu nhá. Thế rất là yếu nha các bác. Nhưng mà lúc trước cái vị trí của nó không phải là đặt ở chỗ này đâu các bác ơi. Lúc trước cái vị trí của đàn ông này là em đặt ở ngoài này này. Đây này. Đây là cái vị trí cũ của nó này. Đây. Đây là cái điểm đặt đây các bạn ơi. Điểm lúc trước là em đặt đây nhá. Nhưng mà lý do vì sao là em lại không đặt ở đây nữa mà em lại dồn em cho nó vào trong kia. Đây thì báo cáo với các bác là bởi vì do cái thời tiết này các bác ơi, cũng như là cái vị trí đặt ở đây nó không thuận lợi. Nó không thuận lợi cho đàn ông nha. Nói như thế thì chắc các bác cũng hiểu rồi. Đó chính là nó nắng quá. Thì những cái chỗ nào mà chúng ta để đàn ông của chúng ta mà nắng quá thì báo cáo với các bác là ông của nhà mình sẽ rất khó để phát triển nha. Đây là bởi vì em để đâu đây này. Em để đâu đây lúc trước là thế 3-4 câu nha bác. 3-4 câu. Nhưng mà do nắng quá nên con ong nó không chịu được. Con ong nó không chịu được cho nên là nó quân của nó dần dần là bị vơi đi. Rất may là em phát hiện kịp thời và em đã di chuyển đàn ông của em vào đây này. Và lúc mà em đặt ở đây thì báo cáo với các bác là quân nó còn được một cầu quân thôi. Rất là thưa nha. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra xem thử. Em sẽ mở ra để em chứng minh cho các bác là nếu như mà chúng ta đặt những cái chỗ nào mà nó mát này, nó mát nha, thì con ong nó sẽ phát triển cực kỳ tốt nha. Thì tất nhiên là trong này là đàn của em là đàn một cầu rồi, nhưng mà em sẽ mở ra để cho các bác biết là đàn một cầu mà chúng ta để những cái vị trí mà nó mát, nó thuận lợi thì đàn ong nó phát triển cực kỳ tốt luôn các bác. Rồi bây giờ em sẽ mở ra và mời các bác xem nha. Đây các bạn thấy không? Đó các bạn thấy không? Quân bây giờ nó khá khẳng nha mà. Đấy. Thế con chúng ta nuôi mà trong này em phát hiện một con được thật sung các bạn ơi. Đây các bạn này, con thật sung này. Cái loài này là nó ăn cũng như là nó phá ong của mình cũng khá là nhiều đấy các bác ơi. Đây nhá. Đấy. Cho nên là tất nhiên là bên ngoài cửa của em thì em đóng rất là kỹ rồi. Nhưng mà cái nắp này các bạn này, có cả chặn chua đây mà. Nhưng mà cái nắp này này của em có vấn đề này. Đấy, nó bị vênh lên ấy, bị kênh lên cho nên là con thạch sùng này nó mới chui vào được này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta nếu chúng ta vạt thiên thì chúng ta phải xử luôn nha. Chúng ta để lâu là nó ăn quân của mình ấy, làm cho đàn ông của mình bị vơi quân. Đây. Còn con này em sẽ thả nó vào đây để cho nó làm mồi cho con ếch luôn này. Đấy, làm mồi cho ếch luôn. Rồi nha. Rồi bây giờ quay lại vấn đề nha các bác. Em sẽ nhấc cái cầu ong ra để cho các bác xem này. Cho các bác xem là ong của em, sau khi mà em để cái thùng ong của em vào cái vị trí nó mát hơn thì thuận lợi hơn thì con ong của em nó phát triển như nào này. Đây báo cáo với các bác này. Đây các bạn này. Tuy là con ong của em nó rất là xấu, rất là xấu. Nhưng mà ong nó phát triển nó rất là tốt nha các bạn. Cầu tuy nó hơi xấu thôi. Nhưng mà ong vẫn phát triển tốt nhá, chỗ vẫn đẻ tốt. Đấy thì qua đó để minh chứng một điều rằng là nếu như chúng ta nuôi ong mà chúng ta ngoài cái kỹ thuật chăm sóc ra thì chúng ta biết những cái lưu ý, đặc biệt là những cái lưu ý khi mà chúng ta chọn cái vị trí để chúng ta đặt ong thì nó cũng đóng một vai trò cũng khá là quan trọng nha, giúp cho đàn ong nó phát triển tốt nha các bác. Đây thì em xin phép có một số kinh nghiệm nhỏ nhỏ xin phép chia sẻ cho các bạn như thế nha. Đây. Còn các bạn ai có kinh nghiệm cũng như là những cái cách nào hay hơn nữa thì các bạn có thể comment cũng như là góp ý ở bên dưới phần bình luận cho em nha. Rồi em xin phép chào tất cả các bạn.